Đây là tôi. Ê, không phải. Ê, không. Dừng lại. Đúng rồi, đây là tôi, một nhân viên văn phòng chính hiệu. Các bạn biết không, hôm nay là kỷ niệm 9 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Với bó hoa này, chắc hẳn cô ấy sẽ rất vui. Vợ ơi, vợ ơi, em đâu rồi? Anh làm cái gì mà ấm ấm ra thế? Anh tặng vợ này. Tặng em? Sao anh lại tặng em? Anh lại vừa làm việc gì sai trái đúng không? Vợ làm sao vậy? Lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi. Thôi đi, tôi biết thừa ra anh lại làm việc gì sai trái nên anh lấy hoa chuộc lỗi với tôi chứ gì. Hành lại ra ngoài cặp kè với con khác đúng không? Cô thôi đi. Đây, bây giờ anh còn quát cả tôi. Từ ngày tôi có bầu, anh bắt đầu chán ghét tôi. Anh đi ra ngoài cặp kè với con khác. Anh tặng hoa cho tôi để làm gì? Tôi không cần. Anh cầm lấy đi. Thôi đi. Con ơi, gọi cho bố về ăn cơm. Alo. Alo. Vừa gọi hiện không liên lạc được. Con gọi được cho bố không con? Con không ạ. Con chỉ nghe thấy một cô nói trong máy của bố thôi ạ. Xinh mà thật lòng anh không có ai đâu, có em thôi. Xin xin xin
yêu, có em yêu. Chỉ muốn mãi bên em và giữ em qua bao thời gian. Nào em hãy tin anh, dành cho trái tim anh, chỉ có em là xinh mà thôi. Và em biết trong anh cũng chỉ mãi thương em, hãy xóa tan đi bao hờn ghen. 'Cause I just wanna make you my baby. Nãy giờ anh đi đâu? Anh lại đi la cà bia bọt, tìm niềm vui mới bên ngoài đúng không? Anh không. Anh đừng nói dối tôi. Tôi biết bây giờ tôi xấu. Anh không còn yêu thương tôi nữa đúng không? Bây giờ anh thích thì anh đi ra ngoài, không thích thì anh về. Thế bây giờ anh muốn như thế nào? Anh không có. Anh chỉ đi ra ngoài để mua tặng em một món quà. Em không nhớ hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là kỷ niệm 9 năm ngày cưới của chúng mình đấy. Tặng em này.